chiến trường phía đông Ukraine vẫn diễn ra ác liệt, Nga nắm thế chủ động. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chiến trường Ukraine và Nga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là khi Kiev mở cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk, và tổn thất của cả hai bên cũng không phải nhẹ. Tuy nhiên thì phía Nga cho biết họ vẫn đang nắm thế chủ động. Còn ở phía bên kia bán cầu thì Trung Đông vẫn đang lo sợ sẽ xảy ra một cuộc chiến lan rộng giữa Israel và Iran. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ba kịch bản sau chiến dịch đột kích Kursk của Ukraine. Sau gần 3 năm chiến tranh, Ukraine đã chấp nhận đánh cược khi mở chiến dịch đột kích vào lãnh thổ của Nga, bất chấp phản ứng mạnh mẽ từ phía Moscow. Hãng tin AT đã dẫn lời nhận định của nhà phân tích Sergei Poletaev cho biết rằng, ngoài khu vực tiền tuyến được củng cố nghiêm ngặt, nơi mà giao tranh dữ dội đã diễn ra trong suốt gần 3 năm qua, thì Nga và Ukraine còn có chung hơn 1.000 km biên giới được quốc tế công nhận. Đây là khu vực có mật độ binh lính thừa thớt, chủ yếu là lính biên phòng và lực lượng an ninh. Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 8, lực lượng Ukraine đã tấn công vào vùng Kursk trong sự bất ngờ của Nga. Theo các chuyên gia quân sự, cuộc đột kích này của Kiev giống với kịch bản tấn công vào Kharkov vào năm 2022. Đó là chiến lược nhằm tạo ra lợi thế về số lượng trong một khu vực hẹp, nhằm xâm nhập lãnh thổ của đối phương bằng xe bọc thép hạng nhẹ, triển khai lực lượng nhanh chóng và buộc các vị trí phòng thủ của đối phương phải rút lui mà không cần phải giao tranh. Các nguồn tin phương Tây cũng đã cung cấp thông tin chi tiết về quy mô của chiến dịch Kursk. Theo The Times, đã có 6.000 đến 10.000 quân Ukraine đã tham gia cuộc đột kích. Trong khi đó, thì tờ Forbes đã xác định các đơn vị tham gia, bao gồm Lữ đoàn Cơ giới số 22 và 88, cùng với Lữ đoàn Tấn công Đường không số 80, được mô tả là một trong những nhóm tinh nhuệ và nhanh nhẹn nhất của Ukraine. Cùng với đó, thì truyền thông phương Tây cũng đã đưa ra nhiều suy đoán về lý do tại sao mà Tổng thống Zelensky lại mở chiến dịch đột kích vào lãnh thổ của Nga. Lý do đầu tiên là Kiev đang tìm kiếm các giải pháp mới để đảo ngược xu hướng này. Trước đó, thì cuộc giao tranh vào Kharkov và Kherson đã tạo ra thành công và tiếng vang về mặt quân sự cho Ukraine. Do đó mà việc chính quyền Tổng thống Zelensky lặp lại kịch bản này rất hợp lý. Tuy nhiên, nó cần phải có những chiến thuật phù hợp với tình hình chiến trường. Theo chuyên gia Poletaev, Mỹ đã nhiều lần công khai phản đối việc Ukraine tấn công trên lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nga, bao gồm cả các khu vực biên giới. Theo ông thì mục tiêu chủ yếu của Ukraine khi mà tiến quân vào Kursk đó là làm hỗn loạn xã hội nước Nga và khắc họa hình ảnh Tổng thống Putin là một nhà lãnh đạo yếu đuối và đưa ra những quyết định hấp tấp. Cùng với đó, thì chuyên gia này cũng đã chỉ ra 3 kịch bản cho các diễn biến tiếp theo của chiến dịch Kursk. Kịch bản đầu tiên, đó là Nga có thể điều một lực lượng đặc nhiệm tiến vào vùng Sumy tại Ukraine hoặc tạo vùng đệm giống như tại Kharkov. Kịch bản này sẽ giúp cho Moscow bảo vệ Kursk và các khu vực lân cận tốt hơn. Kịch bản thứ hai, đó là Ukraine có thể huấn luyện một lữ đoàn mới để sẵn sàng tấn công vào các khu vực biên giới khác của Nga hoặc đột phá qua khu vực tiền tuyến hiện có. Điều này sẽ buộc Moscow phải thu hẹp quy mô hoặc làm chậm đáng kể các hoạt động của Nga tại khu vực Donbass ở miền đông của Ukraine, đồng thời phải phân bổ lại lực lượng. Tuy như vậy, nhưng mà tính đến thời điểm này, Nga đang có lợi thế về quân đội và vũ khí. Sau đó mà việc Ukraine thành công trong khi mở mặt trận tấn công mới sẽ không cao. Và kịch bản cuối cùng là Nga sẽ đẩy lùi hoàn toàn các đơn vị của Ukraine khỏi khu vực biên giới và ngăn chặn các cuộc đột phá ở những khu vực khác. Điều này cho phép Nga tiếp tục thực hiện chiến lược của mình, mà Moscow tin rằng điều này có khả năng là thành công cao nhất. Mặt trận phía đông của Ukraine vẫn giao tranh ác liệt, Nga nắm thế chủ động. Trong khi Ukraine đang chạy đua nhân lực và thiết bị cho cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, thì ở miền đông của Ukraine, giao tranh vẫn đang diễn ra rất ác liệt. Quân Nga đã giành lợi thế hơn ở mặt trận Borovsky và Toretsky theo hướng Toretsk. Nga đã đẩy lùi quân Ukraine dọc theo các đường Minaya và Kalilovnaya, đột phá đến ngoại ô của Toretsk, giải phóng toàn bộ phần phía tây New York cũng như các khu Lesnoye và Choytel. Còn trên hướng Borovsky, thì các đơn vị Nga đã tiến vào phía nam của Ruzavka, giải phóng Olovka, tiến vào phía bắc của Nikolaevka và đánh bật Kiev khỏi phần còn lại của làng Zeplani. Phóng viên quân sự của tờ Bild, Julian Joker đã đưa tin rằng tiền tuyến Ukraine tại Donetsk ngày càng sụp đổ. Với việc lực lượng Nga chiếm giữ Zeplani và Olivka, hiện chỉ cách Borovsky khoảng 13 km về phía đông. Còn kênh quân sự Dnipro của Ukraine cũng đã xác nhận điều này.
Quân đội Nga cũng đang mở rộng mặt trận tấn công theo hướng Kupiansk và Limansk ở phía bắc của Bezhany. Nga tiến dọc theo tuyến đường và chiếm một khu vực rộng lớn tới 4,6 km. Bên cạnh đó, Nga cũng đang mở rộng cuộc tấn công về phía nam của Berestovoy, phía tây của vùng Novoselovsk và phía đông của Stelmanchovka. Còn tại Chasovka, quân Nga cũng đang củng cố tại phía tây của cây Sovetsky, Donetsk và Donbass. Tại khu vực Kharkov, các đơn vị của cụm quân phía bắc theo hướng Volchansky và Lipsy đã đánh bại lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 trong khu vực các khu định cư Volchansky và Tikhel. Thiệt hại của địch lên tới 60 quân nhân, 4 phương tiện, 1 pháo tự hành Pion 203 ly, 1 liệu pháo D-20 152 ly và 2 pháo D-30 122 ly. Nga đã phá hủy tổ hợp HIMARS và bắn chặn 117 UAV. Mới đây thì phía Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tên lửa nước này đã phá hủy tổ hợp HIMARS của Ukraine đang nã pháo vào vùng Kursk ở bên kia biên giới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một trong những tổ hợp hỏa lực phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ cho Kiev đã bị phá hủy tại khu vực Sumy của Ukraine. Nga cáo buộc tổ hợp này đang tấn công vào khu vực Kursk lân cận ở phía bên kia đường biên giới. Bên cạnh đó, thì Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 117 máy bay không người lái và 4 tên lửa của Ukraine trên 8 khu vực trong đêm. Thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov đã ban hành 3 cảnh báo không kích trong đêm, báo cáo rằng 4 tên lửa của Ukraine đã bị bắn hạ. 37 máy bay không người lái đã bị chặn ở vùng Voronezh, phía đông nam của Kursk, và 17 máy bay ở vùng Belgorod cũng nằm trên biên giới với Ukraine. Chính quyền ở cả hai vùng đều báo cáo thiệt hại về nhà cửa, xe cộ và các cơ sở hạ tầng quan trọng. Ngược lại, thì phía Ukraine cũng đưa những bằng chứng về những tổn thất của Nga sau cuộc tập kích UAV cực kỳ lớn vào vùng Kursk và các căn cứ khác. Trong các hình ảnh vệ tinh được ghi lại cho thấy, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây hư hại cho 2 trong số 4 căn cứ không quân của Nga, bao gồm Khalino tại vùng Voronezh, Savaslyka ở vùng Kursk, Borisolevsky ở vùng Nizhny Novgorod và Balimore ở vùng Belgorod. Đây là các căn cứ có chứa máy bay quân sự Nga như tiêm kích Su-34, Su-35 và các thiết bị hàng không quân sự khác. Động thái mới nhất của Ukraine lập chính quyền quân sự tại Kursk. Theo tờ Reuters đưa tin, vào hôm 16 tháng 8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Alexander Sutsky đã xác nhận rằng Ukraine đã thành lập một văn phòng chỉ huy quân sự tại khu vực Kursk của Nga. Ông cho biết lực lượng Kiev vẫn đang tiến quân, ngay cả khi quân đội Moscow tăng cường các cuộc tấn công ở phía đông của Ukraine. Theo tướng Sutsky, việc đặt văn phòng tại Kursk là dấu hiệu cho thấy Kiev sẽ tiếp tục mở rộng kế hoạch chiến đấu sau khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tuần trước. Đây có lẽ là một bước đột phá mới, giúp Ukraine có thể mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến toàn diện kéo dài gần 3 năm qua. Tại cuộc họp trực tuyến, ông Sutsky đã nói với Tổng thống Zelensky trong một đoạn video được công bố rằng cuộc tấn công cho đến nay đã tiến được gần 35 km, chiếm giữ 82 khu định cư với diện tích là 1.150 km2. Và trước tình hình này, phía Nga cũng cho biết rằng lực lượng Ukraine vẫn đang tấn công và sẽ tăng cường phòng thủ biên giới, cải thiện khả năng chỉ huy và kiểm soát cũng như là gửi thêm lực lượng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andriy Belousov cho biết rằng Bộ Tổng tham mưu đã chuẩn bị một loạt các biện pháp để bảo vệ các khu vực biên giới Kursk, Pryansk và Belgorod của Nga. Trong đó, thì ông Belousov cho biết đã thành lập Hội đồng Điều phối An ninh biên giới ở các vùng Belgorod, Kursk và Pryansk. Mục tiêu của ông là tăng hiệu quả hỗ trợ quân sự và vũ khí cho các nhóm lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia, lãnh thổ và dân số. Ngoài ra, thì các quan chức Nga cũng cảnh báo rằng nếu như vũ khí phương Tây được sử dụng trên lãnh thổ Nga, thì Moscow sẽ coi đó là sự leo thang nghiêm trọng, hay nói đúng hơn là phương Tây đang đối đầu trực tiếp với Nga. Ứng viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris báo trước sự diệt vong cho Ukraine. Theo tờ Telegraph đã đưa tin, Kamala Harris đã có những cáo buộc về hành động của Nga khi tấn công Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Nhưng mà trên thực tế, mối quan hệ giữa bà Harris và Tổng thống Zelensky không mấy tốt đẹp. Vì vậy mà với việc đề cử bà Harris ra tranh cử Tổng thống, Đảng Dân Chủ phải khẳng định lại quyền kiểm soát của họ đối với chính sách về các vấn đề Ukraine của Mỹ. Chẳng hạn như là bà này có thể cho phép nước này sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp
để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga, hay triển khai các huấn luyện viên quân sự NATO tới Kiev. Hiện tại thì Ukraine cần củng cố vị thế của mình trước bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào có thể xảy ra. Trong khi đó, thì cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra tuyên bố là sẽ chấm dứt chiến tranh chỉ trong vòng một ngày. Tất nhiên, bà Harris có thể bắt đầu định nghĩa thỏa thuận chiến lược thực tế hơn của riêng mình. Một kế hoạch chứng minh rằng Ukraine và các đồng minh châu Âu có thể đảm bảo phần lớn lực lượng cần thiết để bảo vệ Ukraine. Những mô tả rõ ràng của bà Harris về cuộc chiến tại Ukraine đã lan truyền sau khi mà bà được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Nhưng một số quan chức của đảng này cho rằng bà Harris đã để lộ những thiếu sót xoay quanh cuộc xung đột Nga và Ukraine. Và nó đang trở nên trầm trọng hơn bởi mối quan hệ giữa bà này và Tổng thống Zelensky không như kỳ vọng. Vài ngày trước cuộc xâm lược Ukraine xảy ra, bà Harris và ông Zelensky đã có một bất đồng chiến lược căng thẳng tại Hội nghị An ninh Munich về cách ngăn chặn Nga đẩy châu Âu vào một cuộc chiến tranh lạnh mới, một cuộc chiến mà nó đang tiếp diễn đến ngày hôm nay và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các chuyên gia cho rằng, với phong cách ngoại giao của bà Harris, thì ngay cả khi lên làm Tổng thống của Hoa Kỳ, bà cũng sẽ khó có thể làm dịu đi mối quan hệ bất hòa đối với Tổng thống Zelensky. Vì bà Kamala Harris chưa nêu rõ các mục tiêu chiến lược của mình, nên là rất khó ghi nhận một cách chắc chắn rằng lập trường của bà ấy đối với Ukraine sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục như hiện nay, thì liệu các chính sách của Mỹ dưới thời của bà Harris có thể giúp Ukraine lật ngược tình thế hay không thì vẫn là câu hỏi chưa có đáp án. Israel kêu gọi Mỹ nên tấn công Iran. Một quan chức của Israel đã nói với tờ Newsweek rằng một cuộc đối đầu quy mô lớn với Iran chắc chắn sẽ xảy ra và kêu gọi chính quyền Biden sớm có hành động trực tiếp chống lại quốc gia Hồi giáo này. Tuy nhiên, thì Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã thông qua nỗ lực ngoại giao nhằm kêu gọi Iran nên kiềm chế. Tuy nhiên, thì nước này vẫn khăng khăng từ chối và khẳng định rằng sẽ đáp trả Israel. Bà Flio Hassan Nohoum, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Israel cho biết, việc Iran kêu gọi đáp trả hết lần này đến lần khác đã gây nên bầu không khí nặng nề tại Israel. Sự lo lắng đó khiến cho bà tin rằng Iran và các đồng minh đang chiến thắng trong một cuộc chiến tâm lý. Tuy nhiên, không chỉ có Israel mà nhiều nơi trong khu vực, bao gồm cả các quốc gia Ả Rập, cũng đang thấp thỏm lo âu về cuộc tấn công lớn của Tehran. Bàn về vai trò của Mỹ trong cuộc chiến có thể xảy ra giữa Israel và Iran, bà Hassan Nohoum cho rằng đây là cuộc chiến mà Mỹ có thể giành chiến thắng trong vòng một ngày. Vị đặc phái viên này đã nói rằng tất cả những gì Mỹ cần làm là nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran với vũ khí mà chỉ Hoa Kỳ mới có. Chúng tôi không thể tự mình làm vậy. Với các quả bom xuyên phá bunker, Mỹ có thể phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Sau đó thì họ có thể phá hủy 4 cơ sở hạ tầng và năng lượng khác nhau tại Iran. Sau đó, người dân sẽ tiếp quản. Bao năm qua thì Iran dường như đã đầu tư rất mạnh vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân của riêng mình. Họ đã mở rộng cả kho vũ khí tấn công và phòng thủ của hệ thống tên lửa và máy bay không người lái. Ngược lại thì bà cũng cho rằng chính quyền Mỹ có lẽ sẽ không tấn công vào lãnh thổ Iran vì một số nguyên nhân nào đó. Washington đã nhiều lần bắn phá vào các lực lượng thân Iran tại Iraq, Syria và Yemen. Nhưng mà trong hàng chục năm qua, họ chưa bao giờ trực tiếp tấn công vào Iran. Và cuối cùng, tờ Newsweek đã kết luận rằng nếu Hoa Kỳ tấn công Iran, sẽ có rất nhiều ý kiến lo ngại về hậu quả tiềm tàng có thể xảy ra tại khu vực Trung Đông, nơi mà các nhóm vũ trang cực đoan và tổ chức khủng bố như là IS đang tìm thời cơ để trỗi dậy. Thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!